Một bác khách chuẩn bị về nhà mới nên đã đưa ra đề nghị nhờ chúng tôi thiết kế một cái không gian phòng khách rộng khoảng 25m2. Ở trên chung cư thì sẽ treo những cái tranh rì vào ba cái mảng tường như thế này. Và bác đấy là người kinh doanh, yêu thích chủ đề thiên nhiên nhẹ nhàng nên chúng tôi đã thiết kế bức tranh ở giữa sẽ là thuận buồm xuôi gió với cái phong cách là đĩa tròn, nơi mà có cây tùng cổ thụ, có hoa mẫu đơn, có ngũ phúc, có kim ngọc mãn đường. Với thiết kế tràn viền ở ánh mặt trời cùng với những cái ngọn sóng vươn ra khỏi tranh để làm điểm phá cách cho tác phẩm thì bác khách đã cảm thấy rất là thú vị. Và hai bên mảng tường trống thì chúng tôi treo tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt bằng gỗ bách xanh quý hiếm. Và cá chép thì còn tượng trưng cho sức sống, cho tiền tài và cũng là bài học ý nghĩa về nhân sinh. Và tác phẩm này thì còn nhắc nhở chúng ta không nên theo đuổi những thứ phù phiếm không có thật, giống như là ánh trăng in ở dưới bóng nước. Và sau khi hoàn thiện xong thì tổng thể là như thế này. Các bác cảm nhận như thế nào? Chứ bác khách thì cảm thấy rất là ok rồi các bác nhá.